Mời cả nhà nhé. Thích không? Wow. Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay bác sẽ có một cái món tôm. Đây là tôm càng xanh các bạn nhé, rất là to luôn. Đây, bác chọn những con tôm này, các bạn thấy không? Đấy. Đây, những cái con này. Những con tôm càng xanh rất là to luôn các bạn nhé. Đấy, bây giờ bác sẽ làm cái món tôm hấp bía các bạn nhé. Đấy, và bác cũng đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Đấy là sả các bạn này. Đấy, sả chúng ta bỏ vào dưới nồi nhá các bạn nhé. Đấy. Đấy, bỏ sả nhá. Bây giờ là chúng ta bỏ tôm vào các bạn nhé. Đấy, tôm này để qua đây. Đấy. Đây. Thôi, những con tôm này siêu to khổng lồ. Đấy. Hôm nay làm món tôm hấp bia. Lâu lắm rồi thì chưa ăn món tôm các bạn ạ. Mà hôm nay thấy tôm càng xanh của họ bán là nhìn con to quá, siêu to khổng lồ này. Cho nên bác sẽ làm món tôm hấp bia. Và món và có cái làm nước chậm thân thạnh nữa. Đấy. Đấy. Thì con tôm rất là siêu to khổng lồ các bạn nhé. Rồi. Ui giời ơi. Siêu to khổng lồ. Wow. Đấy. Rất là to lắm. Đấy. Rồi. Đấy. Chúng ta bỏ sả các bạn nhé. Và chúng ta bỏ gia vị, thêm ít gia vị các bạn này. Thế bỏ một ít hạt nêm này vào cho nó ngon này, nó thơm này, ngọt này. Và một ít bí chính để cho thêm cái vị nó đậm đà. Vì trong của bác đã bỏ nước chậm rồi, là sẽ làm nước chậm thân thánh rồi. Và một ít sức nữa. Đấy, rửa ok, như thế là ok. Và bây giờ là hấp bia các bạn nhé. Bỏ bia vào. Đây. Cho bia vào đây. Một lon luôn. Đây. Và bây giờ là chúng ta bỏ lên nấu nhá. Ok. Trong khi chờ đợi, bác sẽ làm cái món nước chậm tôm thân thành các bạn nhá. Các cái nguyên liệu không có này. Lá chanh này, ớt cay này, và súp này, và đường, với công với mi chính các bạn nhá. Chúng ta sẽ bỏ tổng hợp vào đây. Rồi, máy xay này. Đây, chúng ta sẽ xay. Xay cho nó nhiều, nhỏ lại. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đấy. Và chúng ta bỏ thêm một ít nước các bạn nhé. Đấy. Bây giờ là chúng ta sẽ xay. Và đấy là chúng ta đã được cái nước chậm các bạn này, nước chậm chậm cua này. Đấy. Ok. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng thưởng thức nhá. Đấy, để bác bóc ra. Đấy. Chảy nước này. Chậm quá. Nóng lắm, nóng này ăn mới ngon. Này, này. Quả hấp dẫn luôn. Nghe lại lấy bộ cái đề này không? Nó bỏ. Để bộ bọc ra cho anh. Đấy.
Đây đây, đây đây, đây đây. Đấy. Đấy. Mời các bạn nhé. Wow, béo ngay luôn. Úi giời. Nghe thằng bên kia đây. Hai thằng đừng lấy ăn, được quay. Thằng bên ăn quay đây. Mày hai ăn đây. Ok. Bây giờ là lấy bộ tất tay nữa. À, chín đầu thôi. Mời các bạn nha. Này. Úi giời ơi. Cực ngọt lắm. Thiếu bẹo ngay nữa. Nước chậm bắt bỏ thêm chanh các bạn nhé. Nó chua chua ngọt ngọt cay cay. Rất là thơm. Vâng. Chừng cái càng này. Các bạn thấy không, càng này thịt cực nhiều lắm, càng thì chậm một cái nếp tướng lao các bạn nhé. Ngon, nghe ăn thôi, con chậm ăn. Mới có thịt chỗ bác ăn. Để bao tay nhé. Đúng là sạc cho nghe ăn xem thế nào. À, không đâu. Ăn miếng rồi, chưa có không lâu luôn. Hãy chậm đây. Đây các bạn này. Thử hấp tí nước nha. Quá wow, ngọt thôi rồi luôn. Quá wow, cực kỳ đậm đà, cực kỳ ngọt luôn. Đây. Thấy chưa? Quá wow, cực kỳ ngọt luôn. Mời cả nhà nha. Giòn. Và gạch nhá. Hấp bê không hấp chín cả quả các bạn nhé. À, hấp vừa cái hành chính của là nó téo. Đấy, hấp vừa đủ độ chín, nó rất là giòn, nó rất là ăn rất là đậm đà luôn. Đấy, đấy là món tôm càng xanh siêu to khổng lồ của bác hấp bía và xả các bạn nhé. Đấy, video của bác cùng quay một đoàn review giúp các bạn cùng thưởng thức nhé. Bây giờ bác xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn.
We'll be right back.